Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mấy ngày rồi tiếp tục ngày trong video hôm nay thì mình quay được lô đất giới thiệu mọi người thôi. Thì trong những ngày vừa qua có những cái sự kiện mà liên quan tài chính cũng như kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, đặc biệt là sự rung chuyển của các nền kinh tế vĩ mô, để là tác động tâm lý rất nhiều tới những cái người nhà đầu tư. Thì trong cái công cuộc mà cái giai đoạn tình hình khủng hoảng này, suy thoái kinh tế này, thật ra thì đối với Việt Nam thì tình hình là khủng hoảng kinh tế rồi, khi mà cơ hội việc làm và những cái tín hiệu về suy thoái kinh tế là rõ ràng hơn, việc không ai việc làm, thất nghiệp nhiều, đời sống kinh tế hay mọi thứ trong cái này kinh tế thì gặp nhiều khó khăn. Thì thật ra nói nhiều cái vấn đề thì trong thời gian qua đã chắc tăng báo đài hay là những cái tin đại chúng đã nói rất là nhiều rồi, sự về khủng hoảng ngân hàng hay là những cái khủng hoảng về suy thoái các công ty xí nghiệp ha, giảm cho thải nhân sự hay là công an việc làm bị ảnh hưởng nhiều thì tác động tới đời sống kinh tế. Nhưng mà thì kinh tế diễn ra thì cuộc sống phải tiếp diễn thôi. Thì cái nhu cầu mỗi lĩnh vực mình phải xe chỉ thay đổi, thì trong cái chu kỳ này thị trường thì mình bán theo giá thị trường đi xuống, thì còn đi lên thì bán sẽ đi lên ha, ít nhiều trong cái vai trò nhu cầu. Thì nhu cầu vỡ hơn vào tìm mua có thể là vai trò đầu tư ít nhiều, nó có người một số đi tìm. Thì trong cái video này tiếp tục tăng giới thiệu tới một lô đất rất là rẻ trong những đường chợ tái định cư, chợ an cư, chợ Hát Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất này nằm trên đường Lương Văn Nho, đường của nhà nghỉ Lộc Phát, đối với khu tái định cư thì lô đất này khá là tốt. Thì so với thị trường thì hiện tại thì đối với những khu vực ở trong tái định cư thời điểm này là nhu cầu mua bán là có nha mọi người. Thấy nhiều có rất là một vài giao dịch, so với những đất ngoài thì tái định cư là dịch nhiều nhất. Thì hôm nay mình giới thiệu nhanh tới lô đất giá cũng rất là tốt. Đó, trong đường này giá đất sốc thì cũng đã giảm ít nhiều 30-40-50% rồi. Đây là cái thời điểm mà mọi người có thể mua bất động sản giá rất là tốt. Đây là một trong những cái lô tốt, mình tiếp tục mình quay. Đây đường thông ra đường chính này, tốt tiền. Đây mình đi giới thiệu lô đất tái định cư. Lô này thì vị trí rất tốt, chỗ lô đất nó nằm bên này mọi người. Đây cục móc bên này này, đâu ở đây này 5m, móc bên này, móc bên này, đây người thấy không, móc này, đây ngay cái tăng mình chỉ này, móc này, đâu ra 5m là lối thoát hiểm. Thì lô này nó hơi vướng cái cây ha, lô này chủ bán với giá 1.850 tích 5-20 100% thổ cư. Đây gần tái định cư trung tâm rồi, bên kia là công viên. Thì giá hiện tại dao động mà mỗi giá này là giá rất là tốt. Thì cho thị trường đỉnh thì lúc đó là giá là lên 2.850 rồi, nhưng thị trường giảm lại nó hơn 1 tỷ rồi. Đây những bất động sản mà nó thực tế so với thời đỉnh sốt mọi người ạ, giảm rất là nhiều rồi. Còn đa số những người không cần bán thì người ta không có giảm giá, một số lô thôi cần bán. Vị trí cũng khá là ok, đường thông. Nay buổi chiều mát mình quay cho mọi người xem tham khảo mọi thứ ở sổ hầm riêng rồi. Những lô này là chủ kẹt tiền cần bán, thì rõ ràng có những là kẹt tiền mình phải bán thôi. Trên giai đoạn này đồng bảy tài chính khi mà lãi suất lên cao, số nhà tư nó không chịu được nhiệt thì người ta không phải bán. Đây đây nhìn qua mọi người thấy không, tính nó cây một góc bên này, này qua đây qua 5m tính nó cây giữa chút đó. Cây thì mình giờ được không yên tâm mọi người ha, nó hơi khó xíu nhưng mình giờ được ra mình ở cũng không có liên quan gì. Đây là tình hình thực tế, thì cái giá này thì cũng đã sơ một số giao dịch trong cái giai đoạn này rồi. Thì tình hình bất động sản thì rõ ràng những cái tín hiệu tích cực rất là nhiều trong cái giai đoạn vừa qua. Tín hiệu tích cực thì có thể trong với những cái quý tới thì có những giải pháp cứu hay là những cái giải pháp để cơ vực dạy cái này bất động sản. Thì bất kỳ chính phủ nào Việt Nam mình để vực dạy nền kinh tế thì là bất động sản là một trong những cái lĩnh vực mà nhà nước rất là ưu tiên. Thì người thấy khi bất động sản ảnh hưởng thì tác động hết rất là nhiều ngành nghề đó. Đó, trong video này một số thông tin thì đang quay cho mọi người xem tham khảo lô đất ha, chính là vậy thôi. Còn ở giai đoạn này thì tình hình thì mọi người cũng biết rồi, có những khó khăn trong bất động sản.
thì chính là những cái giai đoạn này, giai đoạn mình mua bất động sản này trong những chiến lược mà đầu tư lâu dài để nữa là những mức giá nó về giá trị thật nó tốt rồi. Những cái giá này đã mà có một số nhà đầu tư người ta chấp nhận vì mua những khu vực trung tâm tiện ích để ở thì là phục vụ cho rất nhiều cái công việc có thể ở và kinh doanh, còn đối với những khu vực đất xa hay đất rẫy thì còn nhiều quá chuyện để nói. Rõ ràng trong cái giai đoạn này mình biết được thì nhu cầu dù sao ít nhiều vẫn có, bất động sản mà là cây chủ quản an toàn và đặc biệt trong cái giai đoạn khủng hoảng này tiền tệ hàng những cái bất ổn trong thời gian qua, những cái dịch chuyển của dòng tiền thì mọi người thấy cái nào là tài sản tập, cái nào là tiêu sản nó sẽ rõ ràng bây giờ sắp tới thôi. Rồi trong video này thì Tân có bán gọng từ đây thôi, mọi người xem tải thông tin lắc nhé, có gì cần thông tin rõ hơn là chờ đợi những cái tín hiệu thì mọi người liên hệ tư vấn. Rồi xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo ạ.